Chào anh em. Hiện tại đây mình có những chiếc máy iPhone 8 Plus hàng quốc tế line new anh em nhé. Sau cái quãng thời gian mà chờ đợi rất là dài khi đã bị hết hàng, khi đã không còn hàng để bán nữa bởi vì là Tết, bởi vì là bệnh dịch, thì lần này mình đã về rất nhiều iPhone 8 Plus. Và điều đặc biệt ngày hôm nay mình làm clip này cho anh em ấy là iPhone 8 Plus hiện tại bên mình có mức giá rất là tốt luôn. Thì mình có quảng cáo trên fanpage của msb.vn điện thoại siêu rẻ ấy, là những chiếc iPhone 8 Plus này mình sẽ bán trong tuần cuối của năm của tháng 2 với mức giá chỉ có hơn 7 triệu thôi, chưa 8 triệu anh em nhé, với điều kiện anh em phải đặt trước cho mình. Và nếu anh em nào đặt trước từ 500 cho đến 1 triệu thì mình sẽ bán chiếc máy này là chỉ có hơn 7 triệu thôi. Còn mức giá bình thường nếu không đặt trước thì mình sẽ bán là 8 triệu rưỡi anh em nhé. Thế nên anh em nhanh tay thì vẫn đang còn thời gian đấy, anh em đặt đi. Mình về được những chiếc máy này để trả cho khách hàng tiếp theo đặt hàng đây. Cứ anh em đặt mình cứ về hàng mình lại trả tiếp. Và ngày hôm nay thì mình làm clip này thì việc thứ nhất là mình giới thiệu là mình có những chiếc iPhone 8 Plus với mức giá rất là rẻ này. Việc thứ hai là mình lại nói lại lần nữa là những chiếc máy này có rẻ và ngon như thế nào, sẽ chỉ cho anh em cách xem những chiếc máy ngon và rẻ nhá. Thì để anh em yên tâm hơn để lựa chọn. Thì nếu mà anh em nào mà xem cái clip này sau cái tháng 2 đấy, có nghĩa sang tháng 3 mới được xem cái clip này ấy, mà không còn cái cơ hội nữa để mà được giảm giá, để đặt hàng nữa, thì anh em cứ theo dõi fanpage của mình là msm.vn gạch ngang điện thoại siêu rẻ nhá. Ở trên fanpage ấy, anh em cứ theo dõi ở trên website là msm.vn, cứ subscribe kênh YouTube ấy thì mình sẽ đưa thường xuyên đưa ra những clip về khuyến mại chương trình các thứ cho anh em xem luôn, để anh em yên tâm nhá. Thì rất nhiều anh em có phản hồi mình là nếu mà mình bán rẻ quá thì những chiếc máy đấy có ngon hay không ấy. Thì mình phải nói thật với anh em là ở tại msm.vn mình bán những chiếc iPhone hoàn toàn là nguyên bản, hoàn toàn là ngon hết anh em nhá. Để cho anh em yên tâm thì hôm nay mình lại nói lần nữa để anh em cách test cho yên tâm hơn nhá. Đây là những chiếc máy về và mình bán hoàn toàn mức giá là dưới 8 triệu cho trường hợp anh em đặt hàng, chứ không phải là mình đem máy ngon là mình nói đâu nhá. Thế nên anh em cứ xem một khách quan, anh em nào nhớ là cái số email mà qua mà mua cái giá đặt hàng trước và là chờ thì hoặc là mua với cái giá 8 triệu rưỡi luôn cũng được, bởi vì nếu không đặt hàng trước thì 8 triệu rưỡi, còn nếu mà đặt hàng trước thì dưới 8 triệu nhá. Đấy, đây là mình sẽ có những chiếc iPhone 8 này với 3 màu, chủ yếu màu vàng đỏ thì mình không còn rồi, chỉ còn màu vàng này, màu trắng này và màu đen nhá. Thì nó ngon như này thôi anh em này, toàn bộ là nguyên bản hết luôn. Đó, toàn bộ là nguyên bản hết luôn. Để biết nguyên bản cụ thể như nào thì anh em lại xem lại clip kia của mình và xem cái clip này của mình hướng dẫn luôn nhá. Mình đã từng hướng dẫn một lần để anh em xem rồi. Đó, anh em có thể nhìn nhá. Thứ nhất là máy sẽ rất là đẹp. Và những chiếc máy này mình sẽ bao anh em tháo và kiểm tra luôn. Bởi vì những chiếc máy iPhone 8 Plus hiện tại ra cái này 3 năm rồi. Thế nên cái việc mà nó còn áp suất ấy thì mình khẳng định với anh em là đã không còn rồi, bởi vì bên mình đã tháo ra và để kiểm tra rồi. Hoặc là tháo ra để thay pin rồi, bởi vì là rất là nhiều chiếc máy mình về lần này ấy và về sau này nữa thì mình khẳng định với anh em luôn ra 3 năm rồi, thế nên là pin khả năng sẽ yếu. Mà pin đã yếu thì sẽ phải thay, thế anh em dùng mới yên tâm được. Còn nếu mà anh em mà đi mua máy line new ở 8 Plus thời điểm hiện tại ấy, mà pin của nó mà còn 100% thì mình khẳng định luôn, một là thay, hai là hàng đấy chắc không để thì mới pin được 100% chứ ai 8 Plus rồi không còn. À, có bản 128GB mới thì khả năng pin 100% thì chắc là có. Chứ còn những cái bản 64GB line lưu như này của mình nhá là khẳng định anh em là không còn đâu. Đó, thế là mình cứ bật thử cho một con anh em xem nhá. Đấy, thế nên là mình phải nói thật với anh em là những chiếc máy này là những chiếc máy còn rất là ngon. Đó, để anh em yên tâm để sử dụng nhá. Đây, ví dụ máy này. Đó, pin là 100% như này rồi là khả năng là con này đã thay pin rồi. Đây, thế là mình bao anh em cách tháo ra bên trong để kiểm tra luôn, bởi vì những chiếc máy này ấy nếu để khẳng định nó còn nguyên bản, còn zin ấy là phải mở bên trong kiểm tra. Bởi vì bây giờ nó bị dựng rất là nhiều luôn rồi anh em nhá. Bây giờ mà anh em đi mua một những chiếc máy này ấy mà anh em khẳng định là pin 100% mà máy hết bảo hành hệ thống Apple thì không có đâu. Hôm trước mình có làm một clip nói về những chiếc máy iPhone XS hay X cho anh em xem rồi, những chiếc máy đấy là hiện tại bây giờ là XS Max hiện tại pin bây giờ là xuống 90% là chuyện quá bình thường rồi. Không phải hàng còn bảo hành hay không phải còn hàng trả bảo hành ấy, thì không bao giờ còn cái chuyện là pin 100% đâu. Thế nên là những chiếc máy này là những chiếc máy khả năng đã bị thay pin rồi nhá, và anh em có thể tháo xem bên trong thoải mái luôn. Đấy, cho anh em yên tâm. Nhưng vỏ là vỏ zin, chứ không phải chuyện là máy dựng đâu anh em nhá. Bởi vì là bây giờ đi mua mà pin 100% này, bên trong thì thay thế các thứ hết rồi, dựng vỏ thay mới hết rồi, thì anh em cứ lên là lưu ý nhá. Thì nhìn lại một lần nữa cách test, chúng ta sẽ cùng nhìn lại này. Đấy, trên những chiếc máy màu vàng và những chiếc máy màu trắng thì chúng ta sẽ rất là dễ nhìn
về khả năng của nó. Đây là những chiếc máy hoàn toàn có hình thức rất là đẹp anh em nhá, anh em có thể nhìn thấy này, nó rất là đẹp này. Đó, những cái mép này anh em nhìn nhá, anh em dù có thay hay dù có tháo được kiểm tra, nhưng mà là cỏ nó lên và cỏ nó thì chúng nó lắp vào rất là khít. Đây, chúng ta có thể nhìn này, rất là khít nha, không hề bị gồ ghề một chút nào nhá. Đó, chúng ta có nhìn thấy nhá, đây bây giờ chiếc máy màu vàng này cũng vậy này, nó rất là khít nhá, chúng ta có thể thoải mái kiểm tra luôn. Đó, trên chiếc máy màu trắng này cũng vậy luôn này, đó anh em có thể nhìn nhá, rất là khít luôn. Và việc đây là những chiếc máy cũ, cho nên anh em nên lưu ý là nó phải cũ nhá. Đây, viền màn hình anh em nhìn thấy chưa, đấy đã bám bẩn rất nhiều này, đấy, anh em nhìn thấy chưa, đó có màu trắng là lộ lắm, ví dụ màu đen chẳng hạn là chúng ta sẽ không nhìn thấy, nhưng mà riêng màu trắng là chúng ta sẽ rất là nhìn thấy luôn, bởi vì thực sự là cũ nó phải như thế. 3 năm rồi không ai giữ đẹp như trong hộp đâu anh em ạ. Anh em cứ thử mua một chiếc máy 11 Pro Max mới cứng, mà nhất là những cái màu này, màu trắng này anh em dùng khoảng 2 tháng xem, 3 tháng xem, xem nó là cũ chưa, trừ trường hợp anh em dán PVF, nhưng mà dán PVF mà có bóc ra thì những cái chỗ được dán nó mới, thì những cái chỗ không được dán nó cũ gì rồi. Đấy, thế nên là anh em cứ thoải mái và test luôn. Vâng, và cái việc mà rất lưu ý một lần nữa là anh em nhớ nhá, phải cũ nhá, phải pin là phải đã bị chai hoặc là pin mới để khẳng định. Anh em hỏi cửa hàng đi, pin này thay chưa, mà cửa hàng bảo chưa thay, pin zin nên không có chuyện đâu nhá. Và chắc chắn là đã thay rồi, mà thay rồi thì thôi anh em cứ yên tâm là ép cửa hàng là mở cho anh em xem luôn, cho nó yên tâm. Còn nếu anh em không tin tưởng thì phải thế, còn tin tưởng cửa hàng rồi thôi cũng được. Như bên mình chẳng hạn, bên mình sẽ bán cho anh em với mức là 1-1 trong vòng 12 tháng chẳng hạn là cao nhất. Hoặc là anh em có thể mua thêm 1-1 trong vòng 18 tháng đi, có thể lên 18 tháng đi. Thì cái việc đấy là lỗi mình sẽ đổi khác, cái này cũng chả có sửa chữa hay gì cả. Thế nên những chiếc máy mà đã bị lỗi là mình đổi, và mình đã những chiếc kia là mình phải sửa chứ, mình phải sửa là mình bán thanh lý cho thợ thiết luôn. Đấy, thì những chiếc máy mà cũ là anh em nên yêu cầu là mở ra xem nhá, còn tin tưởng thì không cần phải yêu cầu cũng được. Cứ lỗi thì mình đổi khác rồi cho yên tâm, đúng không? Đó, thì bây giờ là việc mà anh em xem máy cũ là mình nói lại nữa là nó phải cũ một chút nhá, ok chưa? Đó, tất cả các mắt lưng này nó phải rất là khít nha, không bị gồ lên, không phải là rất là cân đối nha. Chúng ta sẽ vuốt tay vào này, rất là cân đối này. Đấy, soi thật kỹ khu vực của camera này, bởi vì là mình phải nói thật với anh em ấy, là cái camera là một cái linh kiện rất là đắt. Hiện tại em tạo iPhone 8 một lớp camera nó lên vài triệu cơ. Một chiếc máy này hiện tại mình đã bán là khoảng gọi là chưa 8 triệu đi, thì camera của nó khoảng 2 triệu, nó chiếm nó khoảng 1/4 con máy rồi. Thế nên anh em xem kỹ nha, trường hợp mà anh em nhìn camera có bụi này, hoặc là nó lộ trắng trắng rồi này, nó mất cái phấn rồi, thì anh em cứ lưu ý là những chiếc camera đấy đã bị thay, đã bị động tay vào, đã được đi rửa. Bởi vì là camera của những chiếc máy iPhone nó rất lâu năm rồi, nó rất hay bị bụi vào trong. Mà khi bị bụi vào trong băng cam ấy, vào trong cái kính này thì không sao, nhưng vào trong cái cam ấy thì nó rất hay bị đốm, hay bị đốm đen. Đó, cái việc test cái đốm thì cũng đơn giản thôi. Đấy, anh em cứ bật cái camera lên, và sau đó anh em chụp vào cái nền trắng nào đi. Đấy, ví dụ nha, anh em chụp cái nền trắng đi. Nếu nó có một cái khu vực nào đó có cái màu khác ở trên đấy, nằm yên một chỗ anh em di chuyển nó vẫn có ấy, thì là những chiếc camera đấy là đã bị đốm rồi. Những chiếc camera đấy anh em bỏ qua nha, bởi vì camera bị đốm ấy là gọi là lỗi rồi. Còn nếu mà trong trường hợp mà anh em xem mà camera nó không bị đốm, mà bên trong này nó đã bị mất cái phấn màu đen, nó không còn đen như này nữa ấy, thì là khả năng camera đấy đã được thay thế. Mà những chiếc camera thay thế là khả năng là những chiếc camera đấy đã được rửa cam rồi, đã được vệ sinh bên trong, đã được người ta làm lại rồi, vệ sinh những cái bụi rồi, thì những chiếc camera đấy dễ bị hỏng lại lắm, mà lúc đấy thì chúng ta phải thay rất là nhiều tiền. Đấy, cái việc là chúng ta test những chiếc máy cũ nó là như thế nhá. Còn bây giờ là chúng ta sẽ test ở bên trong. Khi mà anh em test được ngoài hình thức rồi, chúng ta sẽ test ở bên trong. Đó, mình nhắc lại là hình thức để xem kỹ một lần nữa, thì chúng ta có thể là xem lại clip này, mình hướng dẫn cách test iPhone 8 này, mình sẽ để ở phần mô tả nhá. Đó, bây giờ chúng ta sẽ test kỹ lần nữa. Chúng ta vào cái đặt này, chúng ta vào cái phần là độ sáng màn hình này, chúng ta lại nhìn lại lần nữa là còn chu tông hay không. Đó, đúng không, còn chu tông hay không nhá. Đây, ví dụ còn chu tông này là ok, là màn hình cũng khẳng định không phải màn hình thay rồi, bởi vì nhiều khi thay. Mình khẳng định nhá là mình không có chú tông chắc chắn là màn hình thay, còn hình còn chú tông thì 80% là không phải màn hình thay. Đó, thế là anh em tâm có test được việc đấy nhá. Cảm ơn tất cả thứ ok, chức năng các thứ thì mình không nói nữa, bởi vì anh em có thể tự test được cái việc đấy mình không cần nhắc. Đây chỉ là cái bí quyết nhỏ để mình nhắc, để mình hướng dẫn anh em thôi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đăng nhập tài khoản iCloud vào đây để chúng ta test cái ngày kích hoạt, bởi vì những chiếc máy này đa phần là hết kích hoạt rồi, hết thời gian kích hoạt rồi, là chúng ta test xem nó có hay không, đúng không? Là mình sẽ cùng đăng nhập tài khoản iCloud đây nha. Đó. Ok.
thì việc đơn giản thôi, chúng ta sẽ vào cái trang My Support ấy. Mình đã từng hướng dẫn anh em rồi, anh em cùng xem lại với mình nhá. Trước tiên thì mình sẽ cùng kiểm tra xem là cái máy này có được kích hoạt, được bán ra bởi Apple chuẩn hay không, đúng không? Đó, cùng chờ đến nhà máy cả lao nhá. Mạng của mình hiện tại giờ nó hơi chậm anh em ạ, thế là anh em cùng chờ nhé. Đây, cùng xem lại, chờ sau, trong lúc mà chờ thì mình sẽ cùng khoe lại anh em những cái mức, những cái máy mình bán dáng đẹp như là này, anh em nhìn thấy không? Đấy, những chiếc máy này là không hề có bị rơi cấn, xước sát nhỏ nhỏ thôi, nhưng không hề bị rơi cấn anh em nhá. Mặt hình là có thể xước một chút. Đấy, bởi vì màn hình này là màn hình zin hết, không mài màn hình, không mài kính, không thay kính, nên anh em yên tâm là màn hình zin hết nha. Đấy, nhưng mà viền phải rất là đẹp, không bị rơi này. Đó, bụi bặm bám đầy đây. Đó, anh em nhìn không, bụi bặm bám đầy này, không có bụi là cứ nguy hiểm nha, không có bụi là chắc chắn là làm lại nha, vệ sinh đến mấy nữa thì nó vẫn cứ dính nha. Đấy, chân sạc bẩn bẩn đây này. Đó, hàng zin đấy. Đấy nha. Ok, mình đã nhập tài khoản xong rồi. Bây giờ mình sẽ vào cái phần cài đặt chung này. Mình vào đây này, mình copy cái này. Đó, cái này là mình check ở trên trang Apple nó kích hoạt đúng hay không. Còn muốn xem máy kích hoạt thì cùng nhìn với mình nhá. Đó, check cái iPhone này. Đây, bản trang chủ Apple nhá. Đấy, paste cái serial number mình copy vào đây nhá. Đó. Ok, ngày kích hoạt hợp lệ nhá. Có một ngày mua hợp lệ nha. Nhớ anh em hỏi mình là tại sao máy báo không ngày mua hợp lệ, thì lúc đấy chúng ta sẽ kích hoạt theo cái dạng mà đăng nhập tài khoản của anh em vào để kích hoạt nhé, để được ra những cái ngày như này. Còn để xem được, đây là cái này là hết bảo hành rồi, không nhìn nhé. Còn để xem được cái thời gian kích hoạt chính xác là ngày nào thì chúng ta vào cái trang này nhé. Đây, chúng ta sẽ vào cái trang là My Support. My Support của Apple ấy. Đấy, chúng ta sẽ vào cái trang này. Đấy. Và chúng ta đang nhập cái tài khoản vào. Đó, chúng ta đang nhập cái tài khoản mà vừa giờ mình đang nhập vào cái tài khoản iCloud ấy. Đó, anh em cùng chờ mình nhá. Sau khi đăng nhập xong thì nó sẽ báo những thiết bị điện thoại mà anh em đang nhập vào này. Ấn thêm là đây là chiếc 8 mà lớp mình vừa đăng nhập ấy. Đấy, thì anh em có thể nhìn thấy không? Đây là thời gian kích hoạt chính xác của máy. Đó, anh em có thể nhìn thấy 17 này. Đây là hình như là tháng 2 thì phải, năm 2018. Đó, anh em có thể nhìn thấy không? Đây là thời gian kích hoạt chính xác của cái máy này luôn nhá. Rất là nhiều trường hợp anh em kích hoạt và nó thông báo là năm 1978 thì phải ấy. Thường thường là vào tháng 4 năm 1978. Thì cái vấn đề là anh em không phải lo nữa nhá. Những chiếc máy mà nó báo vào ngày năm 1978 ấy là những chiếc máy tiền thân là máy lock. Và nó được mua cốt qua một cái trang web, một cái trang web unlock ở trên mạng ấy. Thì những chiếc máy đấy thường thường là nó sẽ, sau khi mua cốt lên quốc tế xong ở trang web đấy, thường thường nó sẽ báo là cái năm lên 1978. Mình không biết nguyên nhân là vì sao, nhưng những chiếc máy đấy hoàn toàn là một chiếc máy chuẩn bình thường. Mình có một cái câu chuyện, đó là một chiếc máy của bạn mình ở bên Nhật, lúc mình kiểm tra là kích hoạt năm 2015 bình thường. Đó. Nhưng mà khi sau khi mà mình mua cốt lên quốc tế ấy, thì mình kiểm tra lại 1978. Thế nên là rất là nhiều, bản thân mình ngày xưa cũng hiểu lầm thế này nhé. Ngày xưa mình cũng hiểu lầm là những chiếc máy 1978 là những chiếc máy dựng chip, là những chiếc máy mà có vấn đề mà Apple nó mới báo sai như vậy. Hoặc là không phải đâu anh em nhé, những chiếc máy mà có 1978 ấy, thì mình nói lại là những chiếc máy đấy là những máy chuẩn và được mua cốt từ máy lock lên quốc tế, và nó thường thường nó hay bị nhảy như ngày như vậy. Thì anh em yên tâm nhé. Còn về cái vấn đề mà mua cốt từ lock lên quốc tế liệu có dùng được hay không ấy, thì mình phải nói thật với anh em như này, đa phần những chiếc máy từ Mỹ, từ Nhật, từ Canada hay là một số nước mà nó có cái chế độ bán ra bởi nhà mạng ấy, ví dụ ngày xưa có Viettel, có Mobifone và Vinaphone hay Viettel, và Mobifone cũng bán những chiếc máy đó ra với dạng khóa mạng của Viettel, khóa mạng của Vinaphone, khóa mạng của Mobifone, là chỉ dùng được mạng của Vinaphone, Mobifone thôi. Nhưng khi chúng ta mua với mức giá thêm 500.000 nữa thì nó thành quốc tế bình thường, và khi đấy chúng ta dùng vĩnh viễn là quốc tế. Còn những chiếc máy iPhone, ví dụ đây là mình có một chiếc máy của Nhật, anh em có thể nhìn thấy mã Z đằng sau không, là tiền thân là nhiều khả năng ấy, 90% những chiếc máy Z và Mỹ và LL hoặc CA là Canada ấy, là máy lock, và khi được mua cốt lên quốc tế ấy, thì là một là cốt chuẩn, cốt full, dùng những chiếc máy 1978 thường thường là cốt full đấy. Thì anh em yên tâm, 1978 là chúng ta dùng thoải mái luôn, là như máy quốc tế bình thường. Còn nếu trong trường hợp
mà mua cốt du lịch ấy. Cốt du lịch như nào là cốt chỉ mua tạm thời thôi, cốt này rất là rẻ, chỉ vài trăm nghìn thôi, là chúng ta chỉ dùng được trong khoảng trong cái lúc mà máy chúng ta không reset, không phát reset lại. Nếu trong vòng một tháng, trong vòng 6 tháng vẫn trong tình trạng mua ấy, thì chúng ta reset thoải mái. Sau 6 tháng là chúng ta reset lại, không bao giờ là nó thành máy lóc luôn, là sẽ không còn quốc tế nữa. Thì những chiếc máy đó thường thường đến từ nhà mạng Sprint của Mỹ. Thường máy là hay bị trường hợp như vậy, và một số nhà mạng của Nhật, nhưng bây giờ còn Nhật không bị rồi. Nên chiếc máy rất là nguy hiểm. Để mà khắc phục cái trường hợp đấy ấy, nếu với những chiếc máy từ iPhone XR lên, chúng ta sẽ kích hoạt eSIM. Nhưng chiếc máy mua cốt sẽ không kích hoạt eSIM nhé. Với những chiếc máy mà từ thấp hơn ấy, để chắc chắn nhất là chúng ta sẽ lên factory reset lại, lên format lại, lên digital lại để xem nó có bị hay không. Hoặc là chúng ta yên tâm nhất là mua những cửa hàng uy tín như bên mình chẳng hạn, để sau bao nhiêu lâu nữa hết bảo hành anh em mà bị lóc lại mình vẫn đổi cho máy khác, để yên tâm nhé. Nhắc lại là nói lại lần nữa là anh em test như vừa giờ, là chúng ta sẽ xem được cái thời gian mà chúng ta kích hoạt máy được bao nhiêu lâu và bán là chuẩn với Apple là ok nhé. Cùng với vấn đề như thế là chúng ta sẽ cắm vào máy tính thì chúng ta xem thời gian mà sản xuất và cái thời gian lượng pin của sản mà trước sau khi kích hoạt ấy, mà nó còn 100% mà chỉ sạc một hai lần, nên mình khẳng định là pin thay. Còn nếu mà lượng pin đấy mà cửa hàng bảo là pin zin thì không có đâu. Thứ hai nữa ấy, là cái thời gian pin, ví dụ trong trường hợp là anh em mua vào tầm khoảng kế hoạch tầm 2018 đến bây giờ nó khoảng 2 năm rồi, mà thời gian lượng pin của nó chỉ sạc khoảng 5-60 lần thôi thì rất là hiếm trường hợp như thế. Hoặc là sạc 100 lần cũng hiếm lắm. Nếu mà như vậy thì đã sạc khoảng 600 lần và đã phải thay pin rồi nhé. Còn nếu trường hợp ít như vậy thì khả năng người ta thay pin như thay pin cũ anh em. Đấy, anh em lưu ý là như vậy. Để anh em được chắc chắn nhất, một lần nữa chúng ta cùng xem lại vỏ nó có bị gì, có bị thay không ấy. Thì chúng ta cùng xem lại là cái mép này, những cái này này, đấy, nó có đều màu bên thân vỏ hay không, những cái phím gạt rung này vậy nó có chắc chắn hay không, đắc đắc nó có chắc chắn hay không, để biết đường nó có bị thay hay không. Chúng ta sẽ cùng xem lại cái viền này này, cái viền camera nó có đồng màu với cái viền bên dưới này hay không, để biết là nó có bị thay hay không anh em nhé. Đấy là cái điều đấy là cái điều là anh em lưu ý là như vậy. Với những chiếc máy của những không phải là thị trường châu Âu ấy, thì đường sau và lưng này nó chỉ có chiếc iPhone thôi. Thị trường châu Âu nó sẽ in thêm những cái tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường các thứ linh tinh ở đây. Đấy, một lần nữa là chúng ta sẽ cùng xem về cái modem lại một lần nữa chắc nhé. Bây giờ là A1898. Thì mình sẽ cùng mượn một khay SIM nào. Em lấy cho anh mượn một khay SIM nào. Mình sẽ mượn một cái chọc SIM, mình xin lỗi là cái chọc SIM. Để mình chọc nó ra để mình xem ở bên trong xem nó có cùng mã hay không. Thì mình lưu ý lại anh em, nó sẽ nằm ở khu vực này nhé. Lần nữa mình sẽ cùng chọc cái khay SIM này nhá. Đấy. Anh lưu ý lần nữa này. Rất là nhiều khách hàng đi mua và rất là hy vọng là mua được những chiếc máy với những cái email được in trên này này. Ở trên camera khó nhìn lắm nhưng mà ở ngoài nó sẽ in ở trên này anh em nhé. Đấy. Là trùng với trên máy. Thì mình khẳng định với anh em nhé, trùng là cái tốt. Còn không trùng thì cũng phải thông cảm, bởi vì nhiều khi anh em test máy này. Đây, ví dụ cái này của mình là trùng này. Đấy, cái này của mình là trùng nhá. Nhưng nhiều khi anh em test máy, ví dụ hai cái máy này mình tháo ra mình test lắp nhầm là chuyện bình thường. Thế nên là không quan trọng cái này, bởi vì là cái này thực ra là thợ ở ngoài nó in nhanh lắm, nên in mất khoảng 30.000 thôi là được cái khay SIM đúng trùng luôn. Thế nên anh em cũng không cần kỳ vọng cái này nhé. Mà cái quan trọng này là chúng ta nhìn thấy cái mã đúng không, nhìn lại là cái mã này là A1898 này. Thì chúng ta sẽ cùng xem lại khu vực này. Đây, ở trên này nó khó nhìn, nó rất là khó nhìn, trên camera rất là khó nhìn anh em ạ. Đấy. Đấy, nhưng anh em có thể nhìn thấy trắng trắng ở đây không? Đấy nha. Nó nằm, anh em lưu ý là bao giờ nó nằm về phía màn hình nhé. Đấy, nó nằm về phía màn hình này, nó không nằm phía lưng đâu mà nằm ở khu nào này. Đây, mình thử lấy cái máy máy màu đen là xem anh em có nhìn thấy không nhá. Đó nha. Đây, mình thử lấy khai sinh của máy màu đen này. À, anh em nhìn thấy không? À, em nhìn thấy màu trắng trắng này không? Đấy, thì cái mã này nó là A bao nhiêu thì nó phải trùng với ở trên máy, thì mới khẳng định là cái main với cái vỏ nó trùng khớp với nhau. Đó, đây này, A1898 thì đây cũng phải là A1898 nhé, thì nó mới là trùng khớp với nhau. Bởi vì nhiều trường hợp anh em đi mua lại vỏ rất là đẹp nhưng mà cái tên mã lại cả chỗ này khác nhau, thì mình đó là những chiếc máy mà được dựng từ những chiếc máy gọi là hỏng cái này hỏng cái kia, người ta bù đắp với nhau thành một chiếc máy. Đấy là những chiếc máy dựng, hoặc là dựng từ những cái linh kiện và linh kiện chuẩn, không phải linh kiện làm lại. Đấy, là người ta dựng lên một chiếc máy, người ta bán những chiếc máy đấy, thì thực ra ấy, nó cũng có thể nó là dùng cũng được, nó có thể là dùng sẽ rất là kém, bởi vì nó đã qua người, người ta dùng không chuẩn rồi đúng không, người ta dựng lại không chuẩn được cái nọ và cái kia rồi. Đấy, thế nên anh em cứ yên tâm là mình phải mua được những chiếc này nó trùng này thì mới chuẩn nhé. Đó, cái việc đơn giản như vậy thôi. Đây là những chiếc máy mà mình vừa giới thiệu anh em sau Tết về với hình thức rất là đẹp, hoàn toàn là quốc tế luôn, chuẩn 100%, format thoải mái luôn, lóc thì đổi khác luôn, kể cả hết thời gian bảo hành, hình thức rất là đẹp, mức giá rất là tốt luôn. Anh em mua thẳng tưng, giá chỉ 8.550.000 thôi. Còn nếu mà anh em mua đặt trước trong vòng tuần sau anh em lấy hàng,
mức giá chỉ có chưa 8 triệu. Cụ thể như nào ấy, thì anh em có thể liên hệ với fanpage bên mình là msm.vn, điện thoại siêu rẻ. Anh em vào website chat trực tiếp nhân viên mình, anh em gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0256526789 hoặc anh em trực tiếp đến trực tiếp địa chỉ là 170 Lạch Tray nhá, để anh em biết mức giá khi đặt hàng nó sẽ rẻ như thế nào để được sở hữu những chiếc máy này với mức giá chỉ chưa đến 8 triệu. Và đơn giản thôi, nếu anh em muốn mua hàng từ xa ấy, anh em cứ đặt trước bên mình 500 và bên mình chuyển hàng cho anh em, chỉ mất có với mức giá là chưa 8 triệu thôi, nhận được hàng mới phải thanh toán hết phần còn lại và bảo hành sẽ là 1-1 ít nhất trong thời gian 45 ngày cho anh em. Còn anh em nâng cấp sẽ là 1-1 trong vòng 12 tháng. Thoải mái, anh yên tâm luôn, nâng cấp tối đa 1-1 trong 18 tháng. Đây này, hoàn toàn yên tâm nhá. Anh em xem clip này ý, nó chỉ là clip phụ trợ cho clip trước mà mình đã từng làm hướng dẫn anh em cách xem iPhone 8 Plus thôi. Thế nên là có gì thiếu sót anh em cứ bổ sung vào cho mình bằng cách comment ở bên dưới nhá. Anh em thấy hay thì anh em cho mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem để biết cách để chọn được những chiếc máy vừa rẻ, vừa ngon, vừa là quốc tế cho yên tâm. Và subscribe kênh YouTube của mình để sẽ theo dõi những clip khác hay hơn nhiều, hay hơn rất là nhiều, dần dần sẽ nâng cấp lên anh em nhá. Chào tạm biệt anh em.